Đây là công thức sốt nướng muối ớt mình học được từ kênh Món Người Hoa này các bạn. Cách làm thì rất là đơn giản, sốt để được lâu trong ngăn mát tủ lạnh kể cả nhiệt độ bình thường. Mình có thể ướp cá, thịt hay hải sản nướng đều được. Trong lúc thực hiện, mình có gia giảm gia vị cho nó phù hợp với khẩu vị của gia đình mình. Ướp cá nướng ăn rất ngon cho nên mình xin phép được chia sẻ lại công thức. Để thực hiện được công thức này, trước tiên mình cần chuẩn bị 100g ớt sừng, 20g ớt bún, 100g tỏi, 100g củ hành tím và 2 tép sả. Tỏi và hành tím thì mình lột vỏ rồi rửa sạch để ráo nha các bạn. Do mình làm cho cả người lớn và trẻ nhỏ ăn nên mình sử dụng nhiều ớt sừng không có cay và loại bỏ hết hạt luôn. Nếu bạn nào ăn cay được á thì mình để ớt cay nhiều hơn nha. 2 tép sả và hết cái phần ớt lúc nãy mình tách hạt á, mình cắt ra để cho vô cối xay cho nó dễ hơn nè. Bây giờ mình sẽ đem hết tỏi, sả, ớt và hành tím cho vào cối xay nha. Khi xay thì các bạn nên xay cho cả 4 loại gia vị trên á, nó mịn ra luôn để khi mình ướp gia vị sẽ dễ thấm vào cá, nướng lên nó sẽ thơm và ngon hơn. Phần nguyên liệu đã chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ mình làm sốt nha các bạn. Trước tiên mình cho dầu màu điều vào chảo, chờ cho nó nóng lên á thì mình cho hết tỏi, ớt, sả và hành tím xay mịn vào rồi đảo đều lên nha các bạn. Tiếp theo thì mình cho lần lượt muối hạt, ớt bột, hạt nêm, đường, bột ngọt và nước mắm vào. Tỷ lệ từng loại mình có để trên màn hình nha. Dùng sạn đảo đều cái hỗn hợp này lên rồi rim lửa trung bình trong khoảng 10 phút. Các bạn sẽ thấy màu lên rất là đẹp. Nghe mùi thơm là mình thèm món nướng liền luôn. Thiệt đó, hết chỗ này nhà mình để dành ăn chắc hơn 2 tháng đó. Nếu như để nhiệt độ bình thường thì các bạn dùng trong 1 tháng thôi nha. Mình có chuẩn bị sẵn một con cá cam đã sơ chế sạch sẽ rồi nè. Bây giờ mình đi ướp, chờ cho cá thấm gia vị trong khoảng 15 phút rồi đem nướng, mời các bạn cùng ăn ha. Nướng cá thì mình thích nướng bằng than về nè các bạn, đốt than cho chín thiệt kỹ rồi mới đem cá lên nướng. Khi nướng dầu nó rớt xuống than lên mùi thơm gì đâu luôn. Sốt muối ớt làm theo cách này thì nướng cá trước tiên là mùi rất thơm, không có bị hăng nha. Do có nêm nếm gia vị theo khẩu vị của gia đình nên chắc chắn là sốt không có bị mặn. Mấy đứa nhỏ nhà mình ăn cái món gì mà cái vị mặn nó trội là tụi nó dội ngang. Món cá nướng sốt muối ớt này hôm nay nhà mình sẽ cuốn bánh tráng chấm nước mắm me, ăn kèm với bún, rau sống, chuối sống, dưa leo và khóm. Mời các bạn cùng ăn nha!